Hello everyone, bữa nay Thảo đang ngồi dưới cái lùm cây của cây na hoàng hậu của mình nè. Thì cuối cùng mà hai cái trái na hoàng hậu này nó cũng tới lúc chín rồi. Thảo trồng cây này cũng được 3 năm rồi các bạn. Năm đầu thì cái cây nó còn nhỏ đó, cho nên Thảo không có muốn để trái sợ suy cây. Năm thứ nhì thì nó cũng ra được vài trái, nhưng mà nó lại bị nứt đó các bạn. Tại vì na hoàng hậu nó rất là dễ bị nứt. Thì năm nay là năm thứ ba, thì cuối cùng thì Thảo cũng để ra được những trái hoa na hoàng hậu này không bị nứt. Thì hôm nay thì Thảo cũng chia sẻ với các bạn là cách Thảo làm sao để giữ được cái na hoàng hậu nó không bị nứt. Và sau đó thì mình cũng ăn thử luôn cái na hoàng hậu năm nay. Đây là lần đầu tiên Thảo ăn thử na hoàng hậu, cái cây Thảo trồng trong vườn này ha. Và bây giờ mình sẽ đưa ra cho các bạn xem cái mà Thảo dùng để Thảo bọc cái trái na hoàng hậu này trong những cái lúc mà trời giá lạnh để cho nó đừng có bị nứt nha. Đây là những cái bọc mà Thảo xài để Thảo bọc những cái trái na hoàng hậu này lúc mà trời vào mùa đông á các bạn. Cái này là cái gọi là bubble wrap. Cái này thường thường đây là những cái mà người ta dùng để người ta đóng gói đó các bạn, gửi hàng hóa cho nó đừng có bị dập hoặc là bể vỡ. Thì nó có hai loại, một cái thì nó trong cái bọc như thế này, và một cái thì nó là từng cái mảng bự bự như thế này nè các bạn. Mình có thể mình mua ở Amazon hoặc là Home Depot gì nó đều bán hết đó các bạn ha. Thì Thảo đã từng bọc nhiều loại bọc lắm rồi. Có lúc thì Thảo xài bọc vải, có lúc thì bọc giấy. Nhưng mà khi Thảo chú ý, khi mà nhiệt độ ở Cali mà nó rớt xuống dưới 40 độ đó các bạn, thì những cái bọc giấy hoặc là bọc vải hoặc là những cái miếng những cái bao ni lông bình thường mình bọc ở ngoài, nó không có giữ được độ ấm cho cái trái mãng cầu, nhất là cái trái na hoàng hậu này. Thì khi mà Thảo xài những cái loại này nè các bạn, thì các bạn thấy là đây là nó có những cái air pocket như này nè. Khi mà mình bóp thì nó sẽ vỡ vỡ, nó có tiếng kêu đó, tiếng tê li ti thế này nè các bạn đó. Thì mình có nghiên cứu thì người ta nói là khi mà vào mùa đông á các bạn, khi các bạn bọc những cái trái na mãng cầu như thế này, thì vào buổi sáng á, thì những cái bọc như thế này là nó sẽ hút cái ánh sáng mặt trời, cái nhiên liệu mặt trời vào buổi sáng, nó hút vào những cái bong bóng nhỏ, những bong bóng như thế này nè. Rồi khi đến vào buổi tối đó các bạn, thì nó lại release, nó có thể nhả ra cái hơi ấm nó ngược vào cái trái mãng cầu cho mình. Thì làm như vậy thì nó mới giữ được độ ấm cho cái trái mãng cầu vào mùa đông. Thì đó là cái cách mà Thảo dùng năm nay mà Thảo thấy cái trái na hoàng hậu của Thảo nó không có bị nứt đó các bạn. Thì Thảo cũng muốn chia sẻ để cho khi mà mình vào mùa lạnh thì mình bọc những cái trái mãng cầu lại cho nó giữ được cái trái nó đừng có bị nứt ra ha. Rồi bây giờ mình tới tiếp mục là đi cắt trái mãng cầu na hoàng hậu này xuống. Na hoàng hậu em này là qua bao nhiêu tháng ngày lạnh đều qua hết rồi vẫn còn y nguyên như thế này nha. Trên này nè. Em này thì vẫn còn tướng cứng. Trong bên trong của na hoàng hậu. Ủa sao thấy không thấy hồ đâu em hả? Hộp ha, có hộp màu nâu. Cái hộp nâu nâu này nè, nó mềm vậy mà em tưởng là nó chín rồi, mà hộp nâu có nghĩa là nó còn chín được nữa, nó chưa chín hẳn lắm à. Cái này lần đầu tiên ăn na hoàng hậu nè,
mà tao nhìn nó thấy nó cũng giống như Na Hoàng Đế hay gì, thấy thì người ta nói YouTube. Người ta nói cái vỏ Na Thái mà ở ngoài đó mà màu xanh đó là Na Hoàng Hậu, mà sao cái trái này của nhà mình nó cũng hơi vàng vàng á anh hả? Chắc không biết Hoàng Hậu, khi mình mua thì họ nói là Hoàng Hậu mà sao nhìn cái này giống Hoàng Đế. Thôi kệ, hoàng nào cũng được, bữa nay rồi mình đều ăn thử hết. Cái sao ngon mà được. Cái trái này nó giống cái trái Na Việt Nam của mình ở mặt ngoài quá anh hả? Mềm rồi. Thì ra mình trồng cái cây măng cầu này cũng được, miễn sao mà nó cho mình cái trái ngon là được. Có ăn là vui rồi. Cũng không nhiều hộp lắm, thấy nó cũng ok lắm. Cho cameraman ăn thử miếng nè. Thử ăn đó, cho cameraman ăn nha. Trời ơi, chồng à, không bao giờ nghĩ là tháng 5 mà còn mãng cầu ăn hết, mọi năm là hết rồi. Thấy nhìn em cũng trắng trẻo lắm mà, ăn thử miếng nha. Nó không được ngọt bằng như mãng cầu Úc hả? Không ngọt bằng, không dai bằng. Cũng có thể mình để cho nó không, nó mềm quá đó anh. Cũng có thể mềm quá. Tại vì đến lát đêm đây là còn một trái nữa nè. Thì cái trái này ít bữa nữa mình để mềm mềm mình ăn thử coi nó ra làm sao. Lát đếm nó có bao nhiêu hộp. Có cái hộp thì nó đen, có hộp thì nó nâu. À, mình vừa mới nhìn ra là mình đã thấy cái trái này nó chín hơn rồi nè. Cái hộp của nó, cái hộp nó đen hơn cái trái hôm bữa nè. Hy vọng nó sẽ ngọt hơn. Trái hôm bữa thì nó không có được ngọt. Rồi, thả mời mọi người nha. Bây giờ mình ăn thử cái Na Hoàng Hậu sau 3 ngày nè. Ôi các bạn ơi, thì hôm bữa thì ăn lần đầu á thì mình hơi thất vọng lắm, tại Na Hoàng Hậu á rất là khó giữ, không bị nứt, thì mình chùm mình bọc biết bao lâu mới ra được cái trái. Mà hôm nay Thảo phải công nhận nha, ăn cái trái Na Hoàng Hậu thêm một lần nữa thì rất là đáng cái công mà đi trồng chùm cho mấy em này đừng có bị nứt. Ăn nó ngọt, ngọt hơn nhiều luôn á. Cùng là một cây mà trái ngọt, trái không ngọt ha. Để mình ăn thêm một lần nữa nè. Có độ dai kỳ này, không bị bở giống như hôm lần trước nữa. Vậy là mình biết rồi đó. Cái trái Na Hoàng Hậu này cũng giống như mãng cầu Úc vậy, không có nên để cho nó chín rụt trên cây. Mình hái rồi để 3 ngày ăn rất là ngon. Mùi nó cũng thơm, có mùi thơm, ăn không bị cát ha. Năm nay nhờ những cái bọc bubble wrap này mà Thảo đã giữ được những cái trái mãng cầu nó không bị nứt. Thì cái những cái loại bao bọc này Thảo đã sử dụng trên những giống mãng cầu khác nữa, ngoài mãng cầu Na Hoàng Hậu. Thảo đã dùng ở mãng cầu Úc, mãng cầu do thái xanh, mãng cầu thô do thái đỏ. Thì tất cả các giống mãng cầu khác thì Thảo thấy kết quả cũng rất là khả quan. Khi mà Thảo bọc á, thì Thảo thấy á, những cái trái nào mà Thảo bọc sớm ngay từ đầu á, thì nó kết quả tốt hơn là những cái trái mà đã có dấu hiệu nứt rồi mình mới đi bọc thì nó vẫn không có kết quả được như mình mong muốn. Cho nên khi mình bọc trái thì mình bọc sớm trái vừa đẹp mà trái sẽ không có bị nứt nhiều nữa các bạn ha. Cái trái mãng cầu mà khi mà gặp trời nó lạnh quá
nó nứt ra. Còn trong khi đó cái trái kế bên này là mình chùm cái này lại, mình mở ra mình coi coi nó có bị nứt hay không ha. Hai cái em này là ở kế bên nhau nè, em này được chùm lại thì chưa thấy có dấu hiệu gì nứt hết, cũng còn ok. Thấy sự khác biệt giữa cái em được chùm và cái em không được chùm là mình thấy nè, cái em này em được chùm lên nhưng mà em không bị nứt nè. Bữa nay thì mình ra mình xem nó lại cái na hoàng hậu này, và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là cách mà mình giữ sao cho cái trái mình bị nứt và mình không làm nứt. Đó thì bây giờ cũng tới giờ cũng phải bứt mấy cái trái này xuống, tại vì mấy cái hoa mãng cầu con nó đã mọc ra rồi hết rồi nè. Rồi mình cũng để sức cho cái hoa nó lớn lên. Rồi thôi, bữa nay Thảo tạm dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Chúc các bạn trồng cây vui khỏe trong vườn. Em muốn ăn na hoàng hậu thử không? Trời ơi, na nào em cũng thử hết rồi đó, còn cái na hoàng hậu là em chưa thử thôi hả.